Chào mừng mọi người đến với kênh Kiến thức Thủy sinh. Đây là cái video đầu tiên của mình trong chuỗi series video hướng dẫn chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm xoay quanh chủ đề thủy sinh. Thì sau cái thời gian dài ấp ủ cái ý tưởng thành lập một cái kênh dành cho cộng đồng những người đam mê về thủy sinh, thì nay mình mới có đủ thời gian và cái cơ hội để bắt đầu thực hiện triển khai cái dự án này. Hy vọng rằng đây sẽ là một cái nơi mà giúp giao lưu và kết nối được những cái anh em mà có cùng niềm đam mê về thủy sinh nói chung và cá cảnh tép cảnh nói riêng. Mong rằng cái dự án này của mình một phần nào đó sẽ giúp xây dựng và phát triển được cộng đồng những người đam mê và yêu thích thủy sinh tại Việt Nam, và đặc biệt là những cái bạn, những cái người mà mới chơi thủy sinh, khi mà các bạn xem qua kênh của mình thì một phần nào đó sẽ có thêm được những cái kiến thức cơ bản về thủy sinh, đúng như cái mong muốn và cái nguyện vọng của mình khi mà thành lập ra cái kênh này. Mong rằng cái dự án này của mình sẽ được chia sẻ tới nhiều người hơn. Và xin mời mọi người cùng chú ý theo dõi.